Chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 21 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đêm nay và ngày mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc đạt cấp 2, cấp 3, riêng vùng ven biển đạt cấp 4, cấp 5. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay trời bắt đầu chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 23 độ C, riêng vùng núi là từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Bởi vậy, quý vị nên chuẩn bị áo ấm trước khi ra khỏi nhà để bảo vệ cơ thể. Đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Gió Đông Bắc trong vùng đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng biển mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Từ đêm ngày 20 tháng 10, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ C. Đêm nay, ngày mai, khu vực Tây Nguyên trời có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Như thường lệ, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết biển. Khu vực quần đảo Hoàng Sa được dự báo có sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m, gió hướng đông nam đến nam. Quần đảo Trường Sa được dự báo có sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, gió hướng tây bắc, biển động nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu bởi cơn bão số 5 vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc, 107,9 độ kinh đông trên vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6. Di chuyển theo hướng nam tây nam với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.